Cảnh báo, cấm ăn mì tôm với 6 thứ này, kẻo rớt độc vào người, tránh xa ngay, kẻo hối không kịp. Chào mừng quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Cô bác thân mến, mì tôm là thực phẩm đồ ăn nhanh tiện dụng nhưng lại gây nhiều tác dụng phụ cho cơ thể. Chính vì vậy để ngon và dinh dưỡng hơn, hiện nay có rất nhiều người nấu chung mì tôm với một số thực phẩm để tăng thêm hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, có một số thực phẩm đại kỵ với mì tôm khi nấu chung chúng sẽ gây hóa chất độc hại cho cơ thể. Vậy đó là những thực phẩm nào? Cô bác hãy theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, xúc xích. Tôi để ý thấy rằng nhiều người thường có thói quen ăn mì tôm cùng xúc xích. Bởi xúc xích nấu cũng rất nhanh mà lại ngon hơn nữa. Nhưng không những thế, trên thị trường ngày nay, ngày càng có những nhiều dạng xúc xích hơn, nhất đó là xúc xích ăn liền không cần chế biến. Tuy nhiên, nấu chung hai thực phẩm này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe mà đa số mọi người lại không hề hay biết. Bởi khi nấu chung mì tôm với xúc xích này dẫn đến lượng muối dư thừa, mì tôm vốn đã chứa nhiều muối, trong khi xúc xích cũng là thực phẩm chế biến sẵn với hàm lượng muối cao. Khi ăn cùng nhau, lượng muối nạp vào cơ thể sẽ tăng vọt, vượt quá mức khuyến cáo 5g mỗi ngày. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như cao huyết áp, bệnh tim mạch, sỏi thận. Ngoài ra thì mì tôm được làm từ tinh bột chế biến, ít chất xơ, trong khi xúc xích chứa nhiều chất béo bão hòa. Nếu ăn cùng nhau sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy bụng, táo bón, lâu ngày kèm theo thiếu hụt dinh dưỡng và sức đề kháng kém. Vì vậy, thay vì kết hợp mì tôm và xúc xích, cô bác hãy lựa chọn những thực phẩm lành mạnh và dinh dưỡng hơn và hãy bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, protein, nạc và ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp cho cơ thể đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Hãy biến việc ăn uống trở thành một thói quen lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cô bác nhé. Thứ hai, kim chi. Xin hỏi ở đây có cô bác nào thích ăn món kim chi không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video này nhé. Thực tế, tôi thấy rằng đa số mọi người rất thích ăn kim chi. Thậm chí là có những nhà cứ đến mùa là mâm cơm hôm nào cũng đều ăn kèm với cơm. Rất đưa cơm đó ạ. Đặc biệt khi ăn với mì tôm, nhiều người thay vì lười nấu rau xanh nên họ nhanh nhảu cho ngay kim chi vào tô mì tôm của mình. Vậy là sẽ khiến cho tô mì tôm có rau sẽ dinh dưỡng hơn. Nhưng thực tế cho thêm kim chi, liệu có dinh dưỡng như mọi người nghĩ không ạ? Sự thật là theo chuyên gia, ẩn đằng sau sự hấp dẫn này là những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe đó quý vị ạ. Bởi vì mì tôm được làm từ tinh bột chế, ít chất xơ, có thể gây khó tiêu, đầy bụng, táo bón. Kim chi do quá trình lên men chứa nhiều chất axit lactic, có thể làm tăng axit trong dạ dày, dẫn đến ợ nóng, trào ngược axit và loét dạ dày. Hơn nữa, hai thực phẩm này đều chứa nhiều muối, natri cao, có thể dẫn đến tăng huyết áp, đặc biệt nguy hiểm cho người bị bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp. Chính vì vậy, mì tôm đã nghèo nàn dinh dưỡng rồi thì cô bác không nên thêm kim chi vào như vậy, sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe đó quý vị ạ. Hơn nữa, mặc dù mì tôm kim chi là một món ăn ngon miệng và tiện lợi, nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Thay vì coi đây là lựa chọn hàng ngày, cô bác hãy hạn chế sử dụng và đa dạng hóa thực đơn với các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe cô bác nhé. Thứ ba, măng ớt. Măng ớt là một loại gia vị ăn kèm có vị chua cay, tăng hương vị cho món ăn thuần Việt. Mỗi một vùng miền thì đều có sự sáng tạo riêng cách ngâm măng ớt để phù hợp với khẩu vị. Nhờ đó thì măng ớt là món ăn kèm ưa thích của rất nhiều người và mọi lứa tuổi. Đặc biệt măng ớt tăng khả năng, tăng hương vị cho các món ăn, tạo cảm giác ngon miệng. Thế nên, măng ớt cũng là gia vị ăn kèm, không thể thiếu cho các món nước như mì tôm, phở, bún, bánh đa nước, miến, mì, làm tăng hương vị đặc trưng của các món ăn, đánh thức vị giác sớm cho người ăn. Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết rằng khi ăn mì tôm mà cho măng ớt là không khác gì rước độc vào người đó ạ. Bởi mì tôm chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và glutamate, những thành phần không tốt cho sức khỏe tim mạch, huyết áp và tiêu hóa. Khi ăn kèm với măng ớt, lượng muối và chất béo nạp vào cơ thể tăng cao,
gia tăng nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm. Còn măng ớt, đặc biệt là măng ớt ngâm hóa chất đang được thị trường bày bán tràn lan, có thể chứa nhiều chất độc hại như formaldehyde, chì, natri gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa. Hơn nữa, chì trong măng ớt ngâm hóa chất có thể gây tổn thương hệ thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng học tập và làm việc. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, cô bác hãy hạn chế ăn măng ớt. Nếu có muốn ăn thì hãy tự mua măng về làm thì sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn. Cách làm măng ớt rất đơn giản. Nếu cô bác vẫn chưa biết cách làm măng ớt sao cho đảm bảo, thì cô bác hãy bình luận ở phía dưới video để chúng tôi hướng dẫn trực tiếp quý vị cô bác nhé. Thứ tư, rau mùi. Xin hỏi cô bác ở đây có thói quen ăn rau mùi với mì tôm không ạ? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 5 ở dưới video này nhé. Thực chất, rau mùi thì chứa những hợp chất chống viêm rất là hiệu quả. Thuộc tính này thì giúp giảm sưng ở bên trong, ngăn chặn thoái hóa xương, do đó thì mùi tây sẽ giúp điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Vitamin A, C có trong rau mùi thúc đẩy và tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Rau mùi thì cũng chứa nhiều chất diệp lục chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm gây ra. Mặc dù rau mùi chứa nhiều dinh dưỡng như vậy, nhưng theo chuyên gia, cô bác cần hết sức lưu ý khi mua rau mùi. Vì loại rau này rất dễ bám chất hóa học, nên khi ăn chung với mì tôm, rau mùi có tác hại đến sức khỏe đó quý vị ạ. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, rau mùi có thể chứa lượng natri cao, một hợp chất thường được sử dụng trong sản xuất phân bón. Khi ăn cùng mì tôm, lượng natri từ rau mùi có thể tương tác với các chất phụ gia trong mì, tạo thành hợp chất nitrit có hại cho sức khỏe. Nitrit có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy và thậm chí là ung thư trong một số các trường hợp. Ngoài ra, rau mùi còn có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu do được trồng trong môi trường ô nhiễm, nhất là khi ăn rau sống với mì tôm, vốn đã được chế biến sẵn và có thể chứa một số chất độc hại. Lượng hóa chất trong cơ thể sẽ tăng cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi chọn những loại rau ăn sống như rau mùi, cô bác cần lưu ý mua ở những nơi uy tín, kẻo ảnh hưởng đến cơ thể cô bác nhé. Thứ 5. Trứng. Trứng là món ăn dinh dưỡng lại dễ chế biến. Đa số mọi người sẽ chọn trứng để ăn cùng với mì tôm cho dinh dưỡng hơn, nhưng mà theo chuyên gia thì điều này lại rất có hại cho sức khỏe đấy ạ. Có thể nghe đến đây thì cô bác cũng không tin rằng mì tôm ăn với trứng sẽ có hại đâu, vì đa số mọi người ăn thì có sao đâu ạ. Tuy nhiên thì đó là đối với những người ăn chín uống sôi thôi, quý vị nhé. Theo chuyên gia về sức khỏe, trứng sống đặc biệt đó là trứng lòng đào thì có thể chứa vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn, tiêu chảy. Khi ăn chung với mì tôm nóng, vi khuẩn này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và sốt. Nguy cơ ngộ độc cao hơn ở trẻ em, người già và người có hệ miễn dịch yếu. Bên cạnh đó, mì tôm chứa nhiều tinh bột và chất béo, trong khi lòng trứng cung cấp lượng protein dồi dào. Sự kết hợp này tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là khi ăn vào buổi sáng khi mà dạ dày chưa hoàn toàn tỉnh thức. Việc khó tiêu có thể dẫn đến chúng ta bị đầy bụng, ợ nóng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ăn thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng thừa natri, thiếu hụt vitamin và khoáng chất, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, cô bác ạ. Chính vì vậy, thay vì ăn với trứng lòng đào, cô bác nên ốp trứng chín kỹ cùng với mì tôm. Cũng vậy, hãy nấu chín kỹ để sức khỏe của mình không bị ảnh hưởng, cô bác nhé. Thứ 6 đó là thịt để qua đêm. Xin hỏi quý vị cô bác ở đây, mỗi khi ăn sáng bằng mì tôm mà thấy trong tủ có ít thịt cũ nào thì cũng cho vào mì tôm để nấu cùng đúng không ạ? Nếu mà có thói quen này thì cô bác chúng ta hãy bình luận là số 6 ở bên dưới và từ nay thì chúng ta cũng hãy bỏ ngay thói quen này đi nhé. Tiện đây thì tôi cũng kể với quý vị một câu chuyện. Trước đây khi mà còn đi học tôi cũng có thói quen này quý vị ạ. Nhưng mà trong một lần tôi ăn phải thịt nhiễm khuẩn và bị đau bụng dữ dội nên từ đó thì tôi cũng chừa luôn. May là chỉ bị ngộ độc nhẹ thôi vì tôi ăn ít cô bác ạ. Nếu hôm đó tôi mà ăn nhiều thì không biết là sẽ sao nữa.
Về sau thì tôi mới biết rằng không nên ăn mì tôm với thức ăn để qua đêm như vậy, nhất là đối với thịt đã qua chế biến. Có thể là nhiễm khuẩn nếu mà để qua đêm trong tủ lạnh, vi khuẩn có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường ẩm ướt, thiếu ánh sáng và nhiệt độ thấp, khiến thịt bị biến chất sản sinh độc tố. Khi ăn phải thịt nhiễm khuẩn, cô bác có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, thậm chí là cả nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, việc ăn mì tôm còn thịt làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, bởi vì mì tôm thì vốn chứa rất là nhiều muối, chất béo và tinh bột. Trong khi thịt cũng là nguồn cung cấp protein và calo dồi dào, khi ăn chung hai thực phẩm này, cô bác sẽ nạp vào cơ thể lượng lớn calo, dễ dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây hại cho sức khỏe. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe, cô bác không nên ăn mì tôm chung với thịt đã qua chế biến và để qua đêm. Thay vào đó thì chúng ta hãy thưởng thức mì tôm ngay sau khi nấu chín hoặc là ăn chung với các thực phẩm tươi khác như là rau, củ, quả để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe của mình, cô bác nhé! Nghe đến đây, nhiều cô bác nhiều lần đã hỏi chương trình rằng vậy ăn với rau gì thì sẽ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Để cô bác không còn phải hoang mang nữa, ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cô bác 4 loại rau sạch đại bổ, càng ăn càng khỏe mạnh, sống thọ. Cô bác nhớ thêm ngay vào thực đơn gia đình mình đấy nhé. Thứ nhất đó là rau tầm bóp. Chắc hẳn rau tầm bóp không phải là một loại rau xa lạ với quý vị cô bác nữa đúng không ạ? Chúng được biết đến là loại rau dễ sống, có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đây là loại rau rất gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Nó giúp nhân dân ta thoát khỏi những ngày đói trong những ngày khó khăn nhất. Rau tầm bóp mọc dại nên là sức sống của chúng cũng khá là mãnh liệt. Chính vì vậy mà chúng không dễ bị sâu bệnh và ít bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy, ngày nay người thành thị đang tìm kiếm những loại rau hoang dại này để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Còn cô bác, nếu nhà mà chúng ta đang trồng hay xung quanh có loại rau này thì hãy cho ngay nó vào trong mâm cơm gia đình mình đi nhé. Bởi trong đông y, rau tầm bóp được ví như một loại cây thuốc nam quý mang lại rất nhiều công dụng cho người sử dụng. Rau tầm bóp có tính mát, không độc và có vị hơi ngăm đắng. Tác dụng của rau tầm bóp là thanh nhiệt cơ thể, nhuyễn kiên, tán kết, khư đàm chỉ khỉ khái, tiêu đờm, lợi tiểu. Chính vì những lợi ích này mà rau tầm bóp được rất nhiều người lựa chọn và sử dụng. Ở nước ta cũng rất nhiều người sử dụng rau tầm bóp, nhưng ít ai có thể biết được những công dụng thần kỳ của rau tầm bóp mang lại cho chúng ta. Trong đông y, rau tầm bóp có thể hỗ trợ điều trị những chứng bệnh cấp sau: sưng đau yết hầu, cảm sốt, ho khan, ho có đờm, nấc, nôn, nhiệt. Ngoài ra, rau tầm bóp còn có công dụng giúp chúng ta hỗ trợ điều trị một số các bệnh khác như bệnh đái tháo đường, nhọt vú, đinh độc, rối loạn đường ruột nữa đấy ạ. Vì vậy, chúng ta hãy biến rau dền cơm thành một món ăn quen thuộc trong gia đình mình để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả của bác nhé. Thứ hai là canh bầu. Quả bầu là thực phẩm quen thuộc trong nhiều mâm cơm của gia đình Việt chúng ta. Không chỉ nó thơm ngon, chế biến được nhiều món mà chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng quả bầu còn rất tốt cho sức khỏe nữa của bác ạ. Thân cây bầu thì phát triển tốt ở nơi cao giáo, khi chăm sóc tốt thì sẽ cho rất là nhiều quả và ít bị sâu bệnh, nên đa số chúng không phun thuốc. Các báo cáo về giá trị dinh dưỡng trong quả bầu cho thấy rằng đây là loại quả có rất nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và có lợi cho tiêu hóa và đường ruột. Trong y học dân gian, quả bầu là loại quả có vị ngọt, tính mát, lợi tiểu, giải độc và thanh nhiệt rất tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là người thường xuyên bị táo bón. Nếu như mà cô bác chúng ta đang gặp rắc rối, khó chịu vì táo bón, thì chúng ta hãy ăn một chén canh bầu nhé. Theo các chuyên gia, người ăn quả bầu thường xuyên có chỉ số đường huyết ổn định, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cũng thấp hơn. Tác dụng của quả bầu này đến từ việc trong quả bầu có hoạt chất flavonoids khi đi vào cơ thể sẽ làm thành mạch giãn nở tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ bị tăng huyết áp đột ngột, bệnh tim mạch, mạch vành.
Hơn nữa, một trong những tác dụng của quả bầu rất là tốt với bệnh nhân đái tháo đường, đó là ổn định lượng đường trong máu. Một số bài thuốc dân gian từ quả bầu cho thấy hiệu quả ổn định đường huyết tốt, kiểm soát đường huyết không tăng cao và kích thích insulin hiệu quả nữa, cô bác ạ. Thứ ba, đó là rau dền cơm. Xin hỏi ở đây có gia đình nhà cô bác nào trong vườn trồng cây rau dền không ạ? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 3 ở dưới video này nhé. Thực tế, rau dền cơm là loại cây thường mọc dại, nhưng gần đây nhiều gia đình đã chủ động trồng loại rau này từ hạt. Rau dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên khả năng chịu hạn, chịu nước tốt, sức nảy mầm cao. Rau thường mọc nhiều ở vùng có khí hậu ôn đới lẫn nhiệt đới. Rau dền cơm cũng là một trong số những loại rau được người nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến hóa chất diệt sâu bọ đấy ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần khoáng chất trong rau dền cơm khá là phong phú và đặc biệt rất có lợi cho sức khỏe. Trong đó, hàm lượng canxi chiếm tỷ trọng khá cao và có thể cao hơn so với các loại rau khác, giúp tăng cường độ cứng của xương khớp, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh liên quan đến thiếu canxi như bị co giật. Một vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra được những dẫn chứng về chuỗi peptide trong rau dền có tác dụng làm giảm tình trạng viêm xương trên người và thậm chí nó còn có vai trò trong việc ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do tấn công tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút hay các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm khác được những phân tử chống viêm có trong rau dền tác động tích cực và giảm thiểu nguy cơ. Tuy nhiên, cô bác nên lưu ý, nên chọn mua rau dền tươi ngon, có màu xanh đậm, thân cây mập mạp, lá không bị dập nát hay úa vàng. Sử dụng rau dền ngay sau khi mua để giữ được hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất. Hạn chế ăn quá nhiều rau dền trong một ngày để tránh bị đầy bụng, khó tiêu. Người có bệnh sỏi thận, sỏi mật nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Thứ tư, đó là rau lang. Trước đây thì rau lang còn được coi là thứ rau của người nghèo vì người trồng thường cắt mang về nấu cám lợn. Nhưng vài năm trở lại đây, rau lang đã trở thành một thứ rau khá là phổ biến trong đời sống của người dân Việt. Do đó, thay vì trồng lấy củ hoặc lấy ngọn thật dài thì rau lang được trồng thành rau ăn lá. Rau lang trồng rất dễ, chỉ cần trồng canh ở dưới đất ẩm. Không những thế, rau lang còn ra nhiều nhánh rễ nên chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch dài ngày. Đặc biệt ạ, công sức để chăm sóc rau lang thường không nhiều và rau lang cũng rất là ít sâu bọ nên cô bác không phải bận tâm quá nhiều vào việc dùng thuốc trừ sâu. Hơn nữa, trong sách đông y, rau lang là loại thảo mộc không độc, tính bình. Nó có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da, có tác dụng kiểm soát hiệu quả các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đặc trưng của rau lang đó là vị ngọt, tính mát cùng nhiều chất xơ sẽ làm tăng khả năng nhuận tràng của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, lá rau lang chứa khoảng 1,95-1,97% chất nhựa tẩy, có tác dụng điều trị chứng táo bón chỉ trong thời gian ngắn. Một công dụng khác của rau lang là cân bằng hàm lượng canxi có trong xương. Bằng việc kết hợp vitamin K với vitamin D, quá trình hình thành xương sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Vết gãy ở xương cũng nhanh chóng được hồi phục. Ngoài ra, rau lang có khả năng làm mát và thanh nhiệt hiệu quả. Chất diệp lục có trong loại rau này không chỉ hỗ trợ làm sạch máu mà còn giúp loại bỏ bớt độc tố bên trong cơ thể. Thế mới thấy, loại rau này có thật nhiều công dụng, cô bác còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại rau này vào thực đơn đi nào. Cuối cùng, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị cô bác rằng, để sức khỏe được cải thiện khỏe mạnh hơn, cô bác nên kết hợp tập thể dục đều đặn, luôn giữ một tâm trạng tốt, tránh stress áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe bằng cách thiền định hoặc là tập yoga hay làm những gì mà mình thích. Miễn là cô bác cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh là được. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị cô bác đã quan tâm và lắng nghe.
hãy xem thêm những video khác và nếu có gì thắc mắc hoặc là không hài lòng, cô bác hãy cứ bình luận dưới video để chúng tôi có thể cải thiện hơn. Chúc cô bác luôn mạnh khỏe, an vui. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị cô bác ở những video sau.